Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Sáng ngày 12 tháng 8, tại thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Ngoài ra, điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đẩy mạnh cái phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết là từ những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi cái tham nhũng vặt bằng nhiều các giải pháp cụ thể, mở rộng chống tham nhũng tiêu cực ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch nội bộ đảng, bộ máy nhà nước.